Chào mọi người, hôm nay anh em mình lại đi phun cỏ nha mọi người. Đây, hôm nay anh em mình phun cái này. Hôm nay sẽ xịt hậu nảy mầm. Giờ đang đợi chủ ruộng nha mọi người. Anh em đang xách nước lên. Thì hôm nay mời mọi người cùng bàn luận cái việc mà một mẫu bay bao nhiêu lít là hiệu quả ha mọi người. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái mấy anh em phi công ở đây bay một mẫu bao nhiêu lít. Thì theo cái kinh nghiệm mà bay 2 năm của mình á, thì ở đây mình chỉ bay tầm dao động tầm 15 tới 20 lít là hiệu quả. Thì đi bay á, thì một số bác nông dân họ cứ kêu mình là bay cho chú nhiều nhiều nước. Nhưng mà họ không hiểu là ví dụ nước là chỉ là một cái chất mang thôi. Hồi xưa ví dụ như máy dây kéo phi đi đó, một phi vậy là phải 200 lít, mà tầm 6 công 7 công là phải tầm 200 lít để đi cho nó đủ cái lượng đất. Còn máy bay á, thì không cần hết mọi người. Máy bay á, thì nó bay lẹ lắm, nó chỉ cần khoảng 15 lít cho một ha là nó cũng trải đủ cái diện tích thuốc rồi. Cái quan trọng là cái thuốc chứ không phải là cái nước nha. Ví dụ như mấy cái cử cỏ hậu nảy mầm này nè, nó cũng tùy theo cỏ nha mọi người. Nếu mà cỏ lớn á, thì mình phải tăng thuốc thêm. Với lại tùy theo cái số ngày của mấy bác nông dân xịt nữa. Nếu mà xịt tầm 6-7 ngày á, thì thuốc á, thì nó đủ liều lượng là được. Mà tầm khoảng 10 ngày á, chung tùy chỗ, có chỗ xịt hậu nảy mầm tầm 10 ngày, 6 ngày cũng có, tùy chỗ và tùy nông dân ha mọi người. Cái xịt 10 ngày á, thì nếu mà cỏ lớn mà nó dày quá thì buộc phải tăng liều lượng thuốc lên. Chứ mà cứ xịt cái liều lượng đó mà tăng nước lên á, thì nó cũng không có tác dụng gì hết mọi người. Nhưng mà nếu mà cỏ nhiều quá thì ở đây anh em phi công ở đây sẽ bay chậm lại cho nó có cái sức đạp thuốc xuống. Nhưng mà mấy cái chỗ cỏ dày, cỏ mà nó lên đặc lừ dày á, thì nó cũng đạt. Còn mà bay lẹ quá thì nó chỉ lướt qua thôi. Nhưng khi mà mình xịt cái bình Hugo á, bình 25 lít á, thì còn có thể đứng lại rà. Còn máy bay á, thì nó không có đứng lại rà được. Nó chỉ chạy một cái tốc độ một mức đó, và cái lượng nước phun ra thôi. Đó thì trong đó là cái kinh nghiệm có riêng của mình thôi. Còn mấy anh em ở chỗ khác á, thì bay sao thì mình không biết. Thì có gì mấy anh em cứ comment bên dưới, thì anh em mình cùng thảo luận ra sao ha. Còn có một số anh em T30 mới về á, thì cứ sợ. Một phần là sợ nó không hiệu quả. Cái thứ hai á, là nông dân ép xịt nhiều nước quá. Xịt nhiều nước nó có vấn đề thế này, có nghĩa là cái bơm nó sẽ làm việc hết công suất, nó khoảng 90%, thì nó sẽ dễ hư hao bơm của mình. Nhưng mà thật ra nếu mà là chạy cỡ 20 lít đó, thì nó làm việc cỡ 60%, thì nó đồ mình nó sẽ hạn chế hư hỏng ha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video ha. Hẹn mọi người ở video lần sau mình cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm bay khởi nghiệp bằng máy bay phun thuốc nha mọi người.